Chào mừng các bạn học sinh đến với âm nhạc 9, chủ đề tình mẹ, tiết 12, thưởng thức âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con, nhạc cụ, bài tập giai điệu số 3, Làng tôi, giáo viên trình bày Nguyễn Thị Ngọc Trang, năm học 2021-2022. Hoạt động 1, thưởng thức âm nhạc. Giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con. Giới thiệu về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ông có nhiều đóng góp sáng tác từ dòng nhạc tiền chiến như Dư Âm đến những ca khúc nhạc đỏ như Dáng đứng Bến Tre, Mẹ yêu con, Người đi xây hồ kẻ gỗ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh năm 1925 tại Vinh, Nghệ An, mất năm 1919 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm Dư Âm, Mẹ yêu con, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ kẻ gỗ, Tấm áo mẹ vá năm xưa, Dáng đứng Bến Tre, Cô đi nuôi dạy trẻ, Em tập lái ô tô, 1, 2, 3, 4 út cưng. Giải thưởng, ông đã được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000. Giải nhì không có giải nhất của Hội Văn nghệ Việt Nam, giải nhất cuộc thi vận động sáng tác về đề tài phụ nữ, giải nhất sáng tác về đề tài nông nghiệp, giải ngân hà với bài Em đi làm tín dụng. Sau đây chúng ta cùng nghe trích đoạn một số tác phẩm: Dư Âm, Tấm áo mẹ vá năm xưa, Dáng đứng Bến Tre, Cô đi nuôi dạy trẻ, Em tập lái ô tô, 1, 2, 3, 4 út cưng của ông các bạn nhé. Đêm qua mơ giấc em đang ôm đàn, dịu muốn biết không gian trầm lắng như âu yếm du ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ ru chẳng vương làn gió, yêu ai anh nắng cũng đàn đầy vương đôi. Anh yêu tiếng hát em như lời nguyện để bao ước mơ.
ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió. Giới thiệu bài hát Mẹ yêu con ra đời năm 1956 là một trong những bài hát viết về đề tài phụ nữ, là một tác phẩm đã sống cùng với thời gian. Nội dung bài hát là một khúc ru chung của tất cả các bà mẹ Việt Nam. Đây là một ca khúc nghệ thuật được mọi người mến mộ, được nhiều ca sĩ biểu diễn. Con
Hoạt động 2, nhạc cụ, bài tập giai điệu số 3, làng tôi, trích, nhạc và lời, Văn Cao. Mời các bạn cùng lắng nghe để làm quen với giai điệu của bài. Củng cố, dặn dò, học sinh tìm hiểu thêm về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và nghe lại, cảm nhận nội dung bài hát Mẹ Yêu Con. Học sinh thực hành luyện tập bài tập giai điệu số 3 Làng Tôi Ở Nhà. Học sinh chép nội dung bài tiết 12 vào vở. Và cuối cùng, cô chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở tiết sau. Chào tạm biệt các bạn.